của đất nước và cho minh chứng cho tất cả thế giới thấy về những khả năng tuyệt vời của mình cũng như lòng trung thành của mình đối với lá cờ Nga. Trong tất cả các thời kỳ, những người thủy thủ Nga luôn luôn bảo vệ tất cả những lợi ích của nước Nga và giành những chiến thắng, những vinh quang trước kẻ thù, để vinh danh không bao giờ, vinh quang của Hải quân Nga không bao giờ mờ nhạt. Là những trận chiến vinh quang như Ustav và những truyền thuyết về các chiến thắng vinh quang của các thủy thủ Nga luôn luôn được truyền từ thế kỷ này qua thế kỷ khác. Từ các hòn đảo, các vùng đất của Nga đều liên truyền về các truyền thống, những chiến thắng vẻ vang của Hải quân Nga, của những người thủy thủ dũng cảm như những đô đốc Sinyavin, Ushakov, Nakhimov, Garnilov, Kuznetsov, Gorshkov. Họ là niềm tự hào của dân tộc Nga. Họ là tấm gương của một phục vụ trung thành, hết lòng vì Tổ quốc, là sự trung thành với hạm đội Nga. Trong ngày hôm nay, chúng ta kỷ niệm công lao của họ trước đất nước cũng như công lao của tất cả những người thủy thủ. Chúng ta cảm nhận và với một lòng tình yêu, với một sự cảm tạ, họ đã hy sinh cuộc đời mình để bảo vệ Tổ quốc, vì sự thịnh vượng của đất nước chúng ta. Chúng ta vẫn còn nhớ những sự kiện đã xảy ra trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, những tàu chiến của Nga, những tàu ngầm của Nga, cũng như là hàng không mẫu hạm đã chiến đấu không mệt mỏi và đã chiến thắng các tàu của địch ở phía Bắc và trên biển Baltic, trên biển Đen và biển Azov. Chúng ta đã chiến thắng kẻ thù. Họ đã chiến đấu ở Stalingrad, ở Leningrad, họ trên các con sông Dnieper. Nước Nga thực sự là tự hào về những người đã dành những cái năm tháng tốt đẹp nhất của tuổi mình để phục vụ Tổ quốc trên những chiếc tàu chạy bằng diesel, những tàu ngầm, trên những chiếc máy bay của Hải quân và những lực lượng thủy quân lục chiến. Thế hệ ngày hôm nay của những người thủy thủ xứng đáng kế tục sự nghiệp và truyền thống của ông cha mình và luôn luôn thể hiện lòng quyết tâm, trách nhiệm và trình độ cao. Kinh nghiệm cao cũng như lòng quả cảm, lòng trung thành của họ đã giúp họ vượt qua những khó khăn và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. Ngày hôm nay, theo truyền thống đã có, trong cuộc duyệt binh Hải quân có sự tham gia của các thủy thủ hạm đội Biển Đen, hạm đội Baltic, hạm đội Thái Bình Dương và hạm đội Kasper. Ngoài ra cũng còn có căn cứ Hải quân của Nga ở nước Cộng hòa Ả Rập Syria. Tổng cộng những người thủy thủ tham gia ngày hôm nay là hơn 15.000 người. Tham gia trong cuộc ngày hôm nay cũng có các tàu chiến khác nhau, có 81 cái xe máy, 118 các thiết bị kỹ thuật quân sự. Hiện nay, Tổng tư lệnh Hải quân Nga Nikolai Evlov đang tới điểm canh ở pháo đài Petropavlov và trong chế độ cầu truyền hình, ông sẽ nhận báo cáo của các vị chỉ huy của các hạm đội về sự sẵn sàng để tổ chức cuộc duyệt binh Hải quân. Bây giờ chúng ta đang nối cầu truyền hình với Severomorsk. Đây là căn cứ hải quân chính của Nga ở Bắc Băng Dương. Thưa đồng chí Tổng tư lệnh Hải quân của Nga, hạm đội Biển Bắc đã sẵn sàng cho cuộc duyệt binh. Và chúng ta đang cầu truyền hình nói với ở Baltic. Đây là căn cứ của hạm đội Baltic. Báo cáo với đồng chí Tổng tư lệnh Hải quân Nikolai. Tôi là đô đốc Nasadov.
hạm đội Baltic đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc duyệt binh. Và bây giờ chúng ta hiện nay liên lạc với Saint Petersburg là thành phố huyền thoại, Sevastopol là pháo đài bất khả xâm phạm ở phía nam của nước Nga. Báo cáo đồng chí Tổng tư lệnh Hải quân, hạm đội Biển Đen đã sẵn sàng cho cuộc duyệt binh Hải quân. Tôi đã nhận báo cáo. Tiếp theo chúng ta sẽ gặp Astrakhan ở đây, ở trong cửa sông Volga. Đó là trụ sở của hạm đội lừng danh Caspi. Báo cáo đồng chí Tổng tư lệnh Hải quân Nga, hạm đội Caspi đã sẵn sàng cho cuộc duyệt binh. Tôi chỉ huy của hạm đội là Chandorok Pinchuk. Наши видеокамеры расположены в городе Тартусе. Hiện nay máy quay của chúng tôi đang được bố trí ở thành phố Tartus, nơi có cơ sở hải quân của Liên bang Nga tại Syria. Báo cáo đồng chí Tổng tư lệnh Hải quân, tôi là chỉ huy của hợp quân tác chiến ở vùng biển xa. Tôi là thuyền trưởng cấp 1. Xin báo cáo rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho cuộc duyệt binh hải quan, hải quân. Tôi đã nhận báo cáo. Tổng tư lệnh Hải quân Nga đã kết thúc việc nhận các báo cáo và đây ông đang đi tới gặp Tổng tư lệnh tối cao, Tổng thống của Liên bang Nga để báo cáo. Смирно! Для встречи слева! На краб! Báo cáo đồng chí Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Các lực lượng của Hải quân đã sẵn sàng cho việc bắt đầu cuộc diễn tập hải quân. Xin báo cáo đồng chí Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, đoàn tàu của chúng tôi đã sẵn sàng cho đồng chí đi tham quan và duyệt binh các tàu để kỷ niệm ngày Hải quân Nga. Chúng ta đang kỷ niệm ngày đó bằng sự kiện là duyệt binh Hải quân Nga. Loạt pháo ở pháo đài Petropavlovsk đã đo tín hiệu để bắt đầu kỷ niệm ngày Hải quân Nga, cuộc duyệt binh Hải quân Liên bang Nga. Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh Hải quân bắt đầu chuyển động tới các tàu đang nằm ở cạnh pháo đài Petropavlovsk. Hạm đội Nga trong tất cả các thời đại của mình luôn luôn tôn vinh và kế thừa các truyền thống
bắt đầu từ thời của Pierre Đại Đế. Một trong những truyền thống của quân đội là những cuộc tuần hành các tàu diễu hành hải quân đầu tiên. Có lẽ được phải coi là vào ngày tháng 9 năm 1714, khi mà quân hải quân Nga chiến thắng quân Thụy Điển ở mũi Gunwoot. Và chiến thắng này còn có rất quan trọng bởi vì đó là chiến thắng đầu tiên của hạm đội non trẻ của Nga. Trong rất nhiều những người tham gia cái buổi diễu hành hôm đó, người ta không chỉ nhìn thấy các tàu Nga mà còn thấy những chiến lợi phẩm, đó là tàu của Thụy Điển, một số tàu vẫn còn nguyên vẹn. Ở trong thành phố ngày hôm đấy, cờ bay phấp phới ở tất cả các ngã đường và tất cả các nhà đã được trang, các tòa nhà được trang trí rất là đẹp đẽ để mà kỷ niệm với chiến thắng vinh quang đó. Và trên biển chúng ta thấy có những con tàu của Thụy Điển khi đó là bị bắt làm tù binh đã được đưa lên ở trên sông Volga. Trong ngày đó, để khơi lại cái truyền thống hào hùng đó, thì ngày hôm nay đã là năm nay đã là năm thứ ba chúng ta khơi dậy lại cái truyền thống duyệt binh hải quân. Lần đầu tiên trong năm nay, đó là con tàu Poltava, con tàu có 54 khẩu pháo, lần đầu tiên tham gia trong cái cuộc duyệt binh năm nay. Đây là con tàu đã được chính Pierre Đại Đế theo dõi và chính Pierre Đại Đế đã tham gia xây dựng con tàu này. Cùng với lại ông thợ Sklyavin là một người thợ đóng tàu rất nổi tiếng sau này. Trong khi xây dựng tàu này thì đã được áp dụng những thành tựu rất là hiện đại của cái công nghệ đóng tàu thời bây giờ của nước ngoài. Năm 2013 đã bắt đầu làm lại cái con tàu Poltava được sản xuất theo những cái bản vẽ cũ. Катер приближается к новейшему малому ракетному кораблю типа Каракурт. Tàu đang tới con tàu tên lửa lăng nhỏ với chỉ huy là của tàu Mitsubishi. Tàu mang tên cùng với một thành phố ở ngoại ô Nga. Xin chào các đồng chí. Xin chào đồng chí Tổng tư lệnh các lực lượng tối cao Liên bang Nga. Chúc mừng các đồng chí dân ngày Hải quân Nga. Ура! В парадном строю экипаж малого ракетного корабля «Серпухов». Trong này chúng ta đang nhìn thấy tàu tên lửa nhỏ Serbukhov thuộc dự án Brem, cũng là một cái thế hệ mới của tàu tên lửa thuộc Hải quân Nga. Kapitin là thuyền trưởng của tàu. Xin chào các đồng chí. Xin chào đồng chí Tổng tư lệnh tối cao các lượng vũ trang Liên bang Nga. Chúc mừng các đồng chí nhân ngày Hải quân Nga. Ura! Корабль Серпухов оснащен комплексом высокоточного ракетного оружия. Тàu Serbukhov được trang bị một cái hệ thống rất là nổi tiếng, rất là chính xác. Đó là cái hệ thống bởi phóng tên lửa dọc, cho phép là tàu tấn công các mục đích các mục tiêu ở trên biển cũng như trên đất liền. Ngoài ra còn có hệ thống pháo. Trong dự án này, và cái tàu này chính là tàu xóa bỏ ranh giới giữa các tàu hoạt động ở vùng biển gần và vùng biển xa. Tàu của Tổng thống Liên bang Nga đang tiến gần tới tàu hộ vệ Gremashi. Chỉ huy là Alex Patapov, thuyền trưởng bậc 2.
Xin chào các đồng chí. Xin chào đồng chí Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Chúc mừng các đồng chí nhân ngày Hải quân Nga. Ura! Chiếc xuồng của Tổng thống Liên bang Nga đang tiến gần đội của tàu Anton Kasatonov. Xin chào các đồng chí. Xin chào đồng chí Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Xin chúc mừng các đồng chí nhân ngày Hải quân Nga. Ura! Завершает парадный строй кораблей. Kết thúc cái đội tuần đội kết thúc đội tàu diễu binh, đó là tàu ngầm Kronstadt. Xin chào các đồng chí. Xin chào đồng chí Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Chúc mừng các đồng chí nhân ngày Hải quân Nga. Ура! Tổng thống Liên bang Nga đã kết thúc việc thăm các con tàu ở trên và bắt đầu tiến tới tòa nhà của Đô đốc Hải quân. Trên màn hình chúng ta nhìn thấy thành phố Kronstadt ở đây. Đó là các tàu được hoạt động ở vùng ngoài hải dương. Trên đây chúng ta thấy tàu hạt nhân Smolensk. Thuyền trưởng bậc 1 Alexander Kuznetsov là chỉ huy của tàu ngầm. Trên tàu có 24 cái tên lửa, 22 tên lửa đối hạm, và là tên lửa không có nước nào sánh nổi trên thế giới này. Ngoài ra, hệ thống này còn có thể được trang bị cái hệ thống trí tuệ nhân tạo và có thể thay đổi cái loạt bắn của mình phụ thuộc vào từng cái mục tiêu một. Còn ngoài ra còn có 6 ống phóng ngư lôi cũng như cái thiết bị phóng bom cùng với máy bay Tu-52. Thì cái tàu ngầm này là vũ khí chính của Nga để tránh đấu chống tàu ngầm và chống các loại các máy bay của tàu địch. Chúng ta đang thấy cái tàu Elbrus là tàu đa năng hậu cần. Thuyền trưởng bậc 1. Tàu này có nhiệm vụ vừa có nhiệm cứu hộ, vừa có vận chuyển, có thể vận chuyển hàng vào bờ, và thậm chí là có thể hoạt động ở những cái vùng mà biển băng có thể lên tới 1 mét. Chúng ta nhìn thấy tuần dương hạm Ustinov hoạt động ở trong cái vùng biển Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Vladimir Kuzmin, thuyền trưởng bậc 2 là chỉ huy tàu. Tàu có một hệ thống pháo hiện đại và có một hệ thống vũ khí về ngư lôi và mìn, cũng như có hệ thống liên lạc hiện đại và có hệ thống động cơ bằng khí thuốc bin, cho phép tàu có thể chạy tới 32 hải lý một giờ. Vũ khí chính của tàu là hệ thống B-500 Bazan, là pháo. Ngày hôm nay tham gia trong tàu này cũng còn tham. Hiện nay trên bầu trời của Baltic chúng ta đang nhìn thấy những máy bay sẽ chuẩn bị trong vài phút nữa là sẽ bay trên bầu trời của Saint Petersburg. Để bay tới điểm biểu diễn thì các phi công phải vượt qua một quãng đường rất là dài.
và họ phải đến vào đúng thời gian chính xác để mà thành hình đội hình bay, để có thể bay trên bầu trời của Saint Petersburg và chứng minh về cái trình độ rất là cao của mình. Đây thực sự là một công việc rất là phức tạp, tinh xảo và rất là khó khăn. Tàu của Tổng thống Liên bang Nga đã cập bến ở cạnh tòa nhà của Đô đốc Hải quân. Парад под Георгиевский флаг линейного корабля Азов. Куап. Смирно. Гием. Для встречи справа. Накра! На Сенатскую площадь вносится Lá cờ báu vật của Hải quân Nga, đó là cờ Georgiev của tàu Azov. Tàu chiến Azov dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng cấp 1 Lazarev đã chiến thắng rất là vinh quang trước 5 tàu của địch trong trận chiến ở Novodinsk. Như là các hồi ký của Khmer sau này, có cảm giác như là toàn bộ trước mặt chúng tôi là địa ngục. Lửa cháy khắp nơi và đạn cháy. Tàu Azov đã bị bắn thủng rất là nhiều phát, tổng cộng là 153 cái vết thủng. Nhưng mà tàu vẫn quyết định, vẫn tiếp tục chiến đấu và chiến thắng. Trong đó có những người nổi tiếng như là Karnilov, Nakhimov Istomin. Sẽ trải qua một khoảng thời gian không xa và Istomin Nakhimov sẽ là những người mà lãnh đạo cuộc chiến phòng thủ Sevastopol theo sắc lệnh của sao hoàng Nikolai đệ nhất. Thì lần đầu tiên trong lịch sử hạm đội Nga, tàu Azov đã được trao lá cờ Georgiev của đô đốc để vinh danh sự lòng dũng cảm và quả cảm của các vị sĩ quan đã chiến đấu trên tàu, cũng như là sự quả cảm của tất cả các thuyền thủ. Lá cờ Georgiev đã trở thành biểu tượng của lòng dũng cảm, chủ nghĩa anh hùng và tinh thần bất khuất của các thủy thủ. Под
подразделение роты почетного караула, đội danh dự đang tiến gần tới tháp bên bên phía tây của tòa nhà đô đốc hải quân. Ngày hôm nay, lá cờ Gorgiev của tàu Azov sẽ lại được đưa lên bầu trời, lên đỉnh tàu của Saint Petersburg như là biểu tượng của vinh quang của Hải quân Nga, đã là cái lực lượng mà bảo vệ lợi ích của nước Nga. Tổng thống Liên bang Nga, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Vladimir Putin. Xin chào các thủy thủ, các tiểu đội trưởng, các chuẩn úy hải quân, các đô đốc và các thuyền trưởng, các cựu chiến binh. Kính thưa các công dân Nga, chúc mừng các bạn nhân ngày Hải quân Nga. Toàn bộ đất nước Nga kỷ niệm ngày lễ này. Ngày hôm nay chúng ta vinh danh những người ở các thời đại khác nhau đã phục vụ một cách trung thành trong ngành hải quân. Họ đã gánh vác trên vai mình nhiệm vụ và họ hoạt động ở tất cả các vùng gần và biển xa của đất nước. Trong sự tham gia ngày hôm nay cũng có các cuộc diễu binh ở Severomorsk, ở Vladivostok, Astrakhan, Baltic và đương nhiên là Saint Petersburg. Chính là đây hạm đội non trẻ của Nga, của Petra, của Pia Đại Đế đã lớn lên ở đây. Cũng chính tại đây, những nhà thám hiểm trên tàu biển đã xuất phát từ đây và tất cả các cuộc thám hiểm, các sĩ quan hải quân đã xuất phát từ Saint Petersburg. Nhờ có sự quả cảm, nhờ có trí tuệ của họ mà họ đã làm được những cái phát minh rất là nổi tiếng trong lĩnh vực địa lý trên biển. Hải quân Nga có đóng góp rất nhiều trong cái ngành phát triển khoa học của Nga và hiện nay vẫn đang tiếp tục sử dụng những cái công nghệ rất hiện đại, những cái công nghệ mà trên thế giới không thể nào sánh nổi trong về lĩnh vực thiết kế. Chỉ trong năm nay, thành phần của đã có 15 tàu và các tàu thuyền khác nhau dạng biên chế vào lực lượng hải quân Nga trong năm nay, và lực lượng bên bờ cũng được hoàn thiện. Các cơ sở hải quân của Nga cũng được liên tục hoàn thiện. Chúng ta thấy hôm nay có tàu khu trục Gorshkov làm cái tàu rất là nổi tiếng. Hôm nay cũng đã tham gia trong cái cuộc duyệt binh này, đã từng có mặt ở trên 5 các đại dương khác nhau. Hải quân của Nga tin tưởng, hoàn toàn tự tin để bảo vệ vùng biển của Tổ quốc và sẵn sàng giáng trả lại tất cả những cái sự xâm lược nào kẻ thù. Nhưng cái điều quan trọng chúng ta là quả cảm và phải biết tôi luyện những cái kỹ năng của hải quân. Đối với họ thì nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, trung thành với Tổ quốc là cái điều được đặt lên hàng đầu. Trong những cái năm tháng, những cái phút giây thử lửa, họ bao giờ cũng sẵn sàng là lấy thân mình đứng ra bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân.
Và cái điều này luôn luôn được chứng minh trong lịch sử của hạm đội Nga. Đấy chính là chúng ta thấy ví dụ như là đấy là tàu của Aurora đã được hoặc là những người Varag hoặc là Strigushi cũng không khuất phục trước kẻ thù, hoặc là của tàu bọc thép Slava bảo vệ thủ đô năm 1917. Chúng ta cũng thấy những chiến công bất diệt của tiểu đội ở Sevastopol trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cũng như là chúng ta nhìn thấy cũng là trong những ngày tháng ngày nay, trong khi thử nghiệm cái tàu ngầm tại biển Barents, tổ quốc luôn nhớ và sẽ luôn luôn nhớ chiến công của những người thủy thủ Nga. Tôi đang nói với từng người, từng phi đoạn, từng người quân nhân của Hải quân Nga. Tôi cảm ơn các thủy thủ, những người chuẩn úy đô đốc, những người sĩ quan, những người đô đốc là đã có kiên cường và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đoàn kết. Tôi xin được cảm ơn tính tình khẳng khái, bất khuất của các bạn. Tôi xin được cảm ơn được các bạn đã phục vụ Tổ quốc, phục vụ nước Nga. Kính thưa các đồng chí, sự quả cảm chủ nghĩa anh hùng của các thủy thủ cũng như là tài năng của những cái thủy thủ đã mở ra cho nước Nga một trang sử vinh quang về hải quân, và chúng ta sẽ luôn cố gắng, chúng ta sẽ đi tiếp và chúng ta sẽ hướng đến cái tương lai rất là sáng lạn từ phía trước để trở thành một cái hạm đội của một quốc gia có chủ quyền mạnh mẽ. Và xin các đồng chí đừng có nghi ngờ chuyện này, nó sẽ trở thành sự thật. Chúng ta sẽ cố gắng để tuân thủ những tất cả những yêu cầu của thời đại hiện đại, sẵn sàng liên tục hoàn thiện cái kỹ năng của mình và thực hiện lệnh tiến thẳng về phía trước. Chúc mừng ngày lễ và vinh quang thay Hải quân Nga. Ura! Những tàu hoạt động ở mặt nước, những tàu hoạt động trên mặt nước đã bước vào sông Neva, và trong vài phút nữa là chúng ta sẽ được nhìn cuộc duyệt binh của các tàu. Neva là một trong những con đẹp nhất và lớn nhất của Nga. Ngoài ra nó còn là một con sông rất thay đổi và rất là khó đoán ở trong vùng nước biển. Trong tất cả cái chiều dài của mình, nó thường thay đổi về tốc độ cũng như là độ sâu và độ cao của bờ cũng như độ rộng. Và cái sự thay đổi truyền thống thời tiết thất thường, có nhiều gió và thường có gió giật thường thay đổi,
và cho những làn sóng rất là mạnh. Tất cả những cái điều này đều là tạo nên những khó khăn nhất định trong cái điều kiện hoạt động của các hải quân. Và trong cái điều kiện này thì cuộc duyệt binh hải quân sẽ được tổ chức ngày hôm nay. Các tàu của Hải quân Nga đều được có những cái lượng giãn nước, lượng mớm nước khác nhau. Trong các tàu ở đây tham gia trong cuộc tuần hành này là tàu được sử dụng các động cơ thuốc binh khí và có những cái đặc điểm về chiến thuật cũng như là chiến lược. Và mặc dù là trong thành phố Nava, trong thành phố Nyeva, những cái đường rất là hẹp, tuy nhiên các tàu này vẫn phải đảm bảo thực hiện cái khoảng cách giữa mình cũng như rằng là đi một tốc độ chính xác. Và cái sự sai lỗi lắm không cho phép vượt quá vài giây. Chính vì thế mà điều này đòi hỏi một cái sự kỷ luật rất là lớn cũng như cái khả năng trình độ rất cao của các phi đội, của các đội thủy thủ. Chúng ta bắt đầu cuộc duyệt binh hải quân và khai mạc cái buổi hành quân là tàu chống phá hoại Nakhimovich đang giương cờ quốc gia của Liên bang Nga. Trên tàu là những người Nakhimovich mẹ tuổi. Họ tiếp tục cái truyền thống anh hùng của cha ông mình. Đang dương cờ của Bộ Quốc phòng Nga là tàu chống phá hoại Yuro Namanis Palera. Cái tàu này được lấy tên theo một cái phong trào yêu nước của tuổi trẻ nhằm khôi phục lại những truyền thống vinh quang của đất nước. Ngày hôm nay đã có hàng trăm những cái đội, những người thủy thủ trẻ, trong đó là những học sinh mà họ không hề bằng quan với số phận của đất nước. Chúng ta đang thấy tàu chống phá hoại Unarmes của Zapalera. Tàu này đang giương cờ Andriy, đó là giá cờ biểu tượng cho sự dòng dũng cảm và vinh quang của thủy thủ, và như một lời nhắc nhở với tất cả thủy thủ về những truyền thống từ lâu đời của nước Nga và về cái nhiệm vụ mà họ phải thực hiện trước tổ quốc. Đối với tàu thì cái lá cờ này có ý nghĩa rất là quan trọng. Người ta sinh ra, lớn lên và chết đi cùng với lá cờ này. Парад из
Và chúng ta đang thấy phần tàu tàu cổ, đó chính là tàu Pia Đại Đế. Đây là ông tổ của tàu Nga. Đây có thể nói là chiếc tàu đầu tiên đã khởi sinh ra cái ngành hàng hải của Nga. Và nó sẽ mở ra những cái thành tựu vĩ đại về mặt kỹ thuật và khoa học, và cũng sau này những thành tựu về tên lửa và tàu ngầm đều bắt đầu từ cái truyền thống này. Chúng ta đang nhìn thấy tàu Shmen. Đây, tàu này có nhiệm vụ bảo vệ bờ biển ở Kasper. Thuyền trưởng bậc ba Nikolai Irchuk chỉ huy tàu này. Bây giờ chúng ta thấy tàu tuần tra của lữ đoàn bộ binh 77. Chúng ta thấy trên sông của Neva của lữ đoàn tác chiến độc lập. Đây là tàu đầu tiên năm 1942. Đây là đợt đầu tiên tàu đã được nhận danh hiệu là tàu cận vệ. Chúng ta đang thấy những tàu tuần tra của tiểu đoàn 393 và tác động tiểu đoàn hành động độc lập của lữ đoàn các thủy quân lục chiến. Tiểu đoàn này được thành lập từ các đã bảo vệ thành phố Novorossiysk Kerch. Và trong thành phần của hạm đoàn Dunai, hạm đội Dunai thì đã giải phóng Bulgari và đã kết thúc con đường vinh quang của mình ở gần Praha. К адмиралтейской набережной приближаются патрульные катера типа Raptor. Chúng ta đang thấy con тау loại Raptor. Капитан второго ранга Алексей Рындин. Первыми идут патрульные катера с боевыми знаменами первого и второго гвардейских дивизионов бронекатеров. Chúng ta thấy những тау đầu tiên là тау được mang cờ của cái lữ đoàn hạm đội Volgi đã tham gia trong cái cuộc bảo vệ Leningrad. Активных минометов уничтожали живую силу и бронетехнику. Và đã sử dụng các súng máy để tiêu diệt lực lượng của địch cũng như là các thiết bị xe bọc thép của địch. Chúng ta thấy đây là đang dương cái lá cờ của lữ đoàn tàu quét mìn ở Tallinn. Đó là cái tàu Unarmeid Baltica. Tàu chống phá hoại cũng là việc ở trong thành phần và đang cầm cờ của cờ đỏ của Ushakov của hạm đội phía Bắc. Chúng ta đang nhìn thấy các tàu tàu đổ bộ thuộc loại Serna. Thuyền trưởng bậc hai Georgi Sirip là người chỉ huy tàu này.
Tất cả các tàu này có nhiệm vụ là để đổ bộ những chiến đang có xích ở trong những cái vùng mà không có vũ khí. Tốc độ của các tàu này có thể đạt đến 30 hải lý. Trên tàu có hệ thống pháo. Và đây là vũ khí chính của hệ thống của lực lượng thủy quân lục chiến. Tiếp tục chúng ta nhìn thấy tàu đổ bộ Ivan Paskov. Chúng ta ở đây chưa có hệ thống pháo Gvozdika. Pháo của loại này đã từng tham gia trong rất nhiều những các xung đột và cho thấy cái tính năng rất là ưu thế của mình. Biến thể cuối cùng của pháo này là hệ thống định vị, điều khiển định vị khai hỏa và có thể khai hỏa nhằm vào những cái hệ thống bọc thép của địch trong cái hệ thống, trong một cái chế độ hoàn toàn là tự động hoặc là bán tự động. Chúng ta thấy cái tàu quét mìn đã được hai lần nhận quân chương cờ đỏ. Chỉ huy tàu là thuyền trưởng bậc 2. Những kinh nghiệm của trong chiến tranh vệ quốc lần thứ vĩ đại đó cho thấy rằng hạm đội Nga cần có hệ thống quét mìn mạnh mẽ. Hiện nay hệ lực lượng quét mìn của Nga đang được duy trì trong một tình trạng sẵn sàng chiến đấu rất là cao. Có cái hệ thống quét mìn rất là hiện đại, sử dụng quét mìn tiếp xúc thủy âm. Và có hệ thống pháo 30mm AK-630 cho phép tàu có thể phát hiện tất cả các loại mìn ở các loại chiều sâu khác nhau ở trong nước. Trước mặt chúng ta là tàu quét mìn Baden Krennert, trong khi phục vụ ở hạm đội, tàu đã được hơn 11.000 dặm. Tên của tàu là được lấy theo Pavel Krennert, là người đã tham gia trong trận trong hận. Trong cái trận đánh từ Stalingrad, trong một trận đánh, mặc dù là bị cháy nhưng mà ông Pavel vẫn cứu hơn 200 người, trong đó có trẻ em và trẻ con và những người bị những hồng quân bị thương. Và đây là chiến công anh hùng trong cái trận đánh phong tỏa Leningrad. Trước mặt chúng ta là tàu quét mìn Alexander Obov của thế hệ mới do Cục Xây dựng Trung ương Almaz sản xuất thiết kế. Sergei Pajdat, thuyền trưởng mục 3, là người chỉ huy tàu này. Có thể nói tàu này là một trang sử mới ở trong lịch sử quét mìn của Hải quân Nga. Nó có một cái hệ thống tìm kiếm, phát hiện và tìm kiếm mìn hoạt động robot tự động, cho phép tìm và tiêu diệt tất cả các loại mìn mà của kẻ địch mà không vào cái vùng có mìn. Tàu đã được neo tự trị và có thể phát hiện từ xa rồi tiêu diệt mìn. Về các đặc điểm thiết kế cũng như là về những đặc điểm chiến thuật thì tàu này không có tàu nào sánh bằng trên thế giới, và nó được chuyên để thiết kế để tiêu diệt mìn ở một cái khoảng cách an toàn. Cái thân tàu được làm bằng sợi thủy tinh nguyên khối. Tàu sản xuất hàng loạt Ivan Antonov, đây là tàu sản xuất hàng loạt của dự án này.
Tàu đã được lấy tên theo một người công binh của đã từng tham gia trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại, là anh hùng Liên Xô Ivan Antonov. Tàu đang được hộ tống bởi một cái xuồng nhỏ, và như vậy thì có tăng khả năng chống mìn. Tàu đã trải qua thử nghiệm cấp quốc gia và có thể thực hiện những cái chuyến đi sang Biển Đen. Tàu đoàn thủy thủ của đầu quét mìn này hàng ngày vẫn liên tục nâng cao trình độ cũng như là tính chuyên nghiệp của mình. Đang lướt sóng trên sông Novan là tàu những cái tàu chiến đấu đổ bộ của hạm đội Baltic, chỉ huy là tàu Marshan của dự án Mônia, trong thành phần sư đoàn các tàu tên lửa. Thuyền trưởng đội cấp 3 Moisei Kremenko là người chỉ huy tàu này. Tàu này chuyên có nhiệm vụ để tiêu diệt các tàu của địch cũng như là các lực lượng đổ bộ. Nó có thể bảo vệ chống lại những cái mục tiêu bay thấp. Có thể nói nước Nga là nước đầu tiên mở ra cái hướng sản xuất các tàu tên lửa với những cái tính cơ động cao và những cái đặc điểm rất là ưu tú. Chúng ta tiếp tục theo dõi. Đây là tàu tên lửa nhỏ Passat. Thuyền trưởng bậc 2 Vladimir Kazensev chỉ huy dòng này. Tàu này đã được nó là một cái mắt xích trung gian giữa tàu tuần dương hạm tên lửa và tàu lưu giữa bình thường. Trong này nó có hai có hệ thống pháo chống hạm Malakhit và hệ thống pháo AK-176. Trong quá trình phục vụ của mình, những cái tàu tên lửa nhỏ Passat đã tham gia vào trong những cái chuyến đi của bản hạm đội Baltic và đã thực hiện hơn 60 lần trực chiến và hoàn thành rất là thành công các buổi tập của mình. Kết thúc giữa Minh Qua, Neve là tàu Savisk. Đây là hệ thống mới. Đây là hệ thống tàu của hệ thế hệ mới do cái cục xây dựng trung ương Anmat thiết kế. Trên tàu được trang bị thiết bị bay Atlan, thiết bị không người lái Atlan 10. Thuyền trưởng bậc 2 Ruslan Rushkash là người chỉ huy tàu này. Tàu được trang bị cái hệ thống vũ khí tên lửa bắn ống bệ phóng bắn thẳng và dùng tên lửa có cánh để mà bắn vào các mục tiêu trên biển cũng như là trên bờ. Ngoài ra còn có hệ thống tên lửa hàng không và hệ thống pháo hạm. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy trên màn hình thành phố Kronstadt, một cái thành phố rất là mang tính biểu tượng rất cao đối với tất cả hạm đội Nga, bởi vì toàn bộ lịch sử của Hải quân Nga gắn liền với thành phố này. Cuộc diễu binh hải khai mạc của diễu binh hải quân là tàu chiến đấu được huân chương Lakhimov
Балтийского флота. Của hạm đội Baltic. Người chỉ huy tàu là tàu Chuvashe, tàu tên lửa trong thành phần sư đoàn của các tên lửa, các tàu tên lửa. Artyom Starkov, thuyền trưởng cấp 3, là chỉ huy tàu này. Tàu này chuyên để tiêu diệt các phương tiện đổ bộ cũng như là tàu, các phương tiện vận tải của tàu của địch. Chúng ta thấy tàu tên lửa nhỏ Liven, thuyền trưởng bậc 3 Alexander Razin chỉ huy tàu này. Tốc độ của tàu này có thể tới 35 hải lý và có thể tầm xa, có thể cho phép nó vượt qua được Đại Tây Dương, có nghĩa là 4.000 dặm. Đối với một cái cỡ, nó có 6 cái hệ thống tên lửa chống hạm. Đã từng tham gia vào trong 35 các cuộc chuyến đi của hạm đội. Và nó đã thành công trong việc phóng khai hỏa các hệ thống tên lửa như hệ thống pháo ở trên tàu. Chúng ta đang nhìn thấy tàu chống ngầm dạng nhỏ Urengoy, thuyền trưởng Kuzelnev, và chúng ta nhìn thấy tàu săn ngầm nhỏ Kazanets. Hai loại tàu của lớp này chuyên để tìm và theo dõi và tiêu diệt tàu ngầm một cách của địch một cách độc lập, hoặc là trong nhóm tấn công, tìm kiếm tấn công tàu chung, để đảm bảo cho các tàu xuất phát từ căn cứ hoặc trong một phản công lại các cuộc tấn công của các phương tiện trên sông. Những tàu này có tác dụng khởi nguồn của nó là những cái tàu mà đã đấu tranh rất là tốt với các tàu ngầm của đối phương. Và khi mà ở nước ngoài xuất hiện tàu ngầm, thì ở Nga xuất hiện cái nhu cầu là phải xuất hiện nhu cầu xây dựng những cái loại tàu như thế này ở trên vùng biển. Và nó chuyên là nhiệm vụ. Tốc độ của những tàu này có thể đạt tới 35 hải lý. Trên tàu có hệ thống phòng không và có hệ thống pháo hạm 76mm và 30mm với tốc độ là 5.000 phát bắn một phút, và có hệ thống phóng bom, hệ thống phóng ngư lôi. Hồi tháng 6, tàu đã giải quyết nhiệm vụ là phát hiện ra hoạt động của NATO trong quá trình diễn tập ở biển Baltic. Chúng ta đang nhìn thấy những tàu tuần tiễu Vasily Bykov hiện đại nhất. Đây là trong năm 2017, tàu này đã được đưa vào biên chế của Biển Đen. Tàu này có nhiệm vụ tuần tiễu để bảo vệ các vùng biển tuần tiễu ở những cái vùng đặc quyền kinh tế đặc biệt và những cái vùng biển mở. Và để theo dõi và bắt những hoạt động cướp biển cũng như là buôn bán lậu, bảo vệ các tàu khi mà đi qua vùng biển, cũng như là bảo vệ các vùng căn cứ để cảnh báo về cái sự tấn công của kẻ thù tàu. Trên tàu có máy bay trực thăng K-27, tàu được đặt tên theo tên nhà văn Vasily Bykov, anh hùng Xô Viết và nhà văn.
Chúng ta thấy tàu thuộc nhóm tàu tấn công đa năng, đó là tàu hiện đại nhất xây ở xưởng đóng tàu phía Bắc của Saint Petersburg. Chúng ta thấy tàu hộ vệ Cherigushi, thuyền trưởng bậc ba Yuri Borisov chỉ huy tàu này, tàu hộ vệ Stoiki. Chúng ta thấy trục tàu khu trục đô đốc Garshkov. Và chúng ta thấy tàu chống ngầm rất to là tàu Severomorsk, chỉ huy là thuyền trưởng bậc 1. Ngoài ra chúng ta còn thấy người chỉ huy của tàu của nhóm tàu chiến thuật. Toàn tàu có những cái vũ khí rất là hiện đại để có thể có hệ thống tên lửa phòng không Polymetridus, cũng như có hệ thống pháo binh và hệ thống pháo hạng và hệ thống ngư lôi rất là hùng mạnh. Năm 2019, tàu hộ vệ Boiki đã làm nhiệm vụ rất thành công ở trên Đại Tây Dương và khẳng định về những cái tính năng, kỹ thuật và khả năng của mình. Позволяет при строительстве новых и модернизации существующих устанавливать на них новые системы оружия. Những cái tàu này cho phép module của những cái tàu này cho phép có thể lắp đặt những hệ thống vũ khí mới trên tàu nhờ những cái ví dụ như là công nghệ tàng hình. Những cái tàu hộ vệ này nó đi nhanh hơn và cho phép được sử dụng trong vũ trang. Và cho phép có thể hoạt động khi mà có sóng cấp 5, và vì thế mà nó có thể hoạt động ở trong những cái vùng căn cứ rất lợi hại. Новейший фрегат адмирал флота Советского Союза Горшков. Tàu khu trục hiện đại nhất của đô đốc Garshkov. Đây là tàu đầu tiên ở hoạt định ở khu vực đại dương được sản xuất tại Nga. Khi mà sản xuất tàu này, người ta đã sử dụng những cái thiết bị tổng hợp, trong đó có cả công nghệ tàng hình, để thấy cái tàu này gần như không bị radar phát hiện ra. Trong số những các vũ khí thì có hệ thống Kalibr NK, hệ thống pháo 192 với cỡ nòng là 130mm, có thể phát hiện và tiêu diệt một lúc 16 những mục tiêu ở trên khoảng cách là 410km. Hiện nay đó là hệ thống phòng không hiện đại nhất trên thế giới. Kết thúc của tuần hành tàu trên của nhóm tấn công là tàu chống ngầm lớn Severomorsk. Tàu của dự án này là một hệ thống chống tàu ngầm rất mới của hạm đội Nga, có thể hoạt động các vùng biển xa và có thể hoạt động các vùng đại dương. Hiện nay, những cái tàu này đang thực hiện nhiệm vụ ở trong vùng Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Tàu của đoàn này đang thực hiện các lực lượng trực chiến ở các biển Arabisky ở trong đại Ấn Độ Dương và ở phần phía đông của Địa Trung Hải, có đã tham gia vào chiến dịch ở nước Cộng hòa Ả Rập Syria. Chúng ta đang nhìn thấy tàu đổ bộ mà tàu tấn công đổ bộ Moskva, Anton Nikulin, thuyền trưởng cấp 2, là người chỉ huy tàu này. Đây là cơ sở của cái hệ thống của lực lượng tấn công đổ bộ của Hải quân Nga. Có tác dụng tàu này chuyên để thiết kế để đổ quân, cũng qua ra còn có thể để đặt những lớp hàng rào bằng mìn, hoặc là để chở hàng nhân đạo, hoặc là để sơ tán. Tàu này có thể mang chở trên người 700 tấn hàng, hoặc là có thể chở được 225 người lính đổ bộ thủy quân lục chiến, và nó được trang bị những hệ thống pháo hạng cũng như là hệ thống
hệ thống tên lửa phòng không và hệ thống bắn loạt Grad. Kết thúc, chúng ta nhìn thấy tàu Vladikavkaz là tàu ngầm chạy bằng diesel điện. Chỉ huy tàu của dự án này chuyên để dùng để chống lại tàu trên mặt nước và tàu ngầm của địch và để lắp các hệ hàng rào bằng mìn. Đây là một trong những cái tàu hoạt động ít gây tiếng ồn nhất trên thế giới. Ngoài ra còn có thiết bị vô tuyến, hệ thống điều khiển bằng số, cũng như là hệ thống đảm bảo hệ thống rất hiện đại. Nó có thể đạt tới tốc độ là 19 hải lý và có thể lặn sâu dưới nước là 350 mét. Và chúng ta đang thấy tàu của Trung Quốc. Đây là tàu khu trục Tây An đã trải qua đi qua Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương tới Saint Petersburg để tham gia trong cái cuộc diễu binh hôm nay. Thuyền trưởng Shin Kai cấp 1. Tàu tên lửa khu trục năm 1218 gia nhập lực lượng hải quân của Trung Quốc, có hệ thống pháo 130mm, có hệ thống tên lửa phóng bệ phóng thẳng đứng và chống tên lửa chống hạ. Hệ thống tên lửa này có thể chống các mục tiêu ở trên biển. Đội tàu là 280 người, tốc độ của nó là 30 hải lý. Và chúng ta nhìn thấy, tiếp tới chúng ta nhìn thấy tàu khu trục của Ấn Độ. Đây là cái tàu thứ 5 được xây dựng tại một cái nhà đóng tàu, xưởng đóng tàu Baltic cho Ấn Độ. Tàu khu trục này có cái thân tàu rất là hiện đại bằng nguyên liệu hiện đại và như vậy thì làm cho nó ít bị phát hiện bởi radar kẻ thù, được trang bị cái hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng Brahms. Hệ thống Brahms này được là hệ thống liên doanh giữa Nga và Ấn Độ. Và Brahmos là tên lấy từ Brahma và Mos là hai con sông của Nga và Ấn Độ. Chỉ còn vài phút nữa, trên bầu trời Saint Petersburg sẽ bắt đầu phần trình diễn bằng máy bay. Ngày hôm nay, hàng không, máy bay của Hải quân vẫn tiếp tục phát triển. Hàng ngày, các phi đội của hạm đội Biển Đen, hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Phương Bắc liên tục thực hiện các hoạt động tìm kiếm và tiêu diệt để hỗ trợ cho Hải quân và trinh sát trên không để tìm và phát hiện ra các tàu ngầm của kẻ địch và thực hiện các máy bay trực thăng có thể hoạt động thực hiện các hoạt động chiến đấu ở trên biển, có thể bay những chuyến bay rất dài ở trên biển để tuần tra. Hàng năm trình độ cũng như là cái thời lượng bay của các máy bay thuộc Hải quân Nga ngày càng tăng.
Trên bầu trời của Санкт-Петербург bắt đầu phần biểu diễn của các máy bay. Đầu tiên là nhóm chiến thuật của máy bay trực tăng vận tải đa năng Mi-8. Chỉ huy nhóm chiến thuật là thiếu tá Đào Lập. Chúng ta nhìn thấy nhóm tàu máy bay. Chúng ta thấy máy bay trực thăng cảnh báo sớm và máy bay trực thăng vận tải. Igor Nikolasov là người chỉ huy đội chiến thuật máy bay này. Trên đời chúng ta thấy máy bay chống tàu ngầm là loại K-28 trực thăng chống tàu ngầm. Andrei Rublevsky là trung tá chỉ huy cái đội máy bay chiến thuật này. Chúng ta thấy đây là trực thăng chống tàu ngầm K-28. Alexander Dolapchin là thiếu tá, là chỉ huy đội máy bay chiến thuật này. Chúng ta thấy nhóm chiến thuật các máy bay trực thăng chống tàu ngầm. Thiếu tá Major Kutchev, những cái máy bay này có thể phát hiện ra những chất nó có phóng xạ ở trên tàu. Ở trên chúng ta đang nhìn thấy máy bay Il-38N, đây là huyền thoại của Hải quân Nga. Chỉ huy máy bay nhóm chiến thuật là trung tá Pakhodov. Trên bầu trời Saint Petersburg là nhóm chiến thuật của máy bay, là máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm A-50, là máy bay đa năng, đi cùng nó là máy bay tiêm kích Su-30SM. Chúng ta thấy máy bay tiếp nhiên liệu trên không Il-78. Và kết thúc nhóm chiến thuật là máy bay trinh sát và săn ngầm Tu-142. Đã được hộ tống bởi máy bay tiêm kích Su-33. Và chúng ta thấy máy bay lớn nhất thế giới Tu-142MZ. Và chúng ta thấy đây là máy bay đa năng, máy bay MiG-29K, là máy bay hoạt động trên hạ. Thiếu tá Yuri Kivakin là người chỉ huy nhóm chiến thuật này. Chúng ta thấy đây là những máy bay ném bom ở Su-24M của bảng Baltic, có hệ thống ngắm bắn mới. Trung tá Evgeny Patkanvotsev là người chỉ huy nhóm chiến thuật này. Và kết thúc, chúng ta thấy máy bay tấn công, máy bay tiêm kích đã giải cờ nước Nga trên bầu trời Saint Petersburg. Alexander Kotov, thượng tá, là người chỉ huy nhóm máy bay này.
Và như vậy là cuộc duyệt binh hải quân Nga đã kết thúc. Да здравствует военно-морской флот. Hải quân Nga muôn năm океанских рубежей отечества. Là những lực лượng Ура! Bảo vệ bờ biển của Tổ quốc. Ура! Thế nào, cháu có thích cuộc duyệt binh không? Cháu thích lắm. Rất đẹp, rất ấn tượng. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Xin chúc mừng ngày Hải quân, chúc mừng ngày lễ, chúc mừng các bạn. Праздник! Праздник!